Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này hội chúng đã tương đối vân tập đông đủ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư vị học giả nhà nghiên cứu và toàn thể tăng ni sinh khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Xin cung thỉnh quý hòa thượng khởi niệm. Nam mô Bổn Sư kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị học giả, nhà nghiên cứu, quý tăng ni và Phật tử gần xa quý mến. Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11 tháng 6 năm 1963 để lại quả tim bất diệt cho nhân loại, cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn, cho dân tộc được bình đẳng tự do là một sự kiện hy hữu trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng, mà còn là sự kiện vĩ tàn hữu trong lịch sử Phật giáo toàn cầu và lịch sử nhân loại. Chính vì vậy, cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tán vị pháp thiêu thân vạn cổ hùng uy thiên nhật nguyệt, lưu danh bất tử bách niên chánh khí địa sơn hà. Kính bạch quý ngài, tròn 60 năm kỷ niệm Đức Bồ Tát vị pháp thiêu thân, trong tháng 6 năm 2023 lịch sử này, từ quê hương của ngài tại thị xã Ninh Hòa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã đã tổ chức trọng thể tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp của ngài. Tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa có tổ chức hội thi tìm hiểu về cuộc đời và hành trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức, cũng như có những tọa đàm và lễ tưởng niệm rất có ý nghĩa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức tưởng niệm vào ngày 7 tháng 6 năm 2023 vừa qua. Đặc biệt, ngày 10 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 23 tháng 4 năm Quý Mão, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh này, đã tổ chức triển lãm rất công phu về hình ảnh, bút tích, di vật liên hệ đến cuộc đời của ngài, và tổ chức trọng thể lễ thắp nến tri ân tưởng niệm đạo nghiệp cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2023, tròn 60 năm ngày Bồ Tát vị pháp thiêu thân, chư tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam, các nhà nghiên cứu học giả đã quang lâm về học viện tham gia hội thảo phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Bằng tinh thần khách quan của nhà nghiên cứu khoa học, đánh giá lại các phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đen tối của lịch sử ấy, và đặc biệt khảo cứu toàn diện
cuộc đời vô ngã, vô ý và hy sinh vô điều kiện của Bồ Tát Thích Quảng Đức tạo nên một dấu ấn son sắc trong trang sử lịch sử Phật giáo Việt Nam. Với 4 chuyên đề, 12 diễn đàn, Chư Tôn Đức Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hội thảo làm sáng tỏ nhiều vấn đề và có ý nghĩa. Đến tham dự cho lễ bế mạc hội thảo buổi chiều hôm nay, ban tổ chức chúng con trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng trưởng ban tổ chức. Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thác, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thư ký Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Minh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng kiêm trưởng ban quản viện tăng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban quản viện ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, nguyên vụ trưởng vụ Phật giáo, ban tôn giáo chính phủ. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lan Hiền, viện trưởng viện tôn giáo và tín ngưỡng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và cho phép chúng tôi trân trọng giới thiệu chung sự hiện diện tôn quý của nhiều bậc tôn ni là các vị giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chư vị lãnh đạo các trường, các viện ở thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và nhiều trường khác, là các nhà nghiên cứu, là học giả, là các chuyên gia trong các lĩnh vực cũng đồng về tham dự hội thảo và có sự hiện diện trong buổi chiều hôm nay. Và cũng xin trân trọng giới thiệu đến đại chúng sự hiện diện của tăng ni sinh của khóa 14, 15, 16, 17 của Học viện Phật giáo Việt Nam đang nội trú.
Kính thưa đại chúng, chương trình bế mạc hội thảo chiều hôm nay gồm niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, đánh giá của giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác về hội thảo này, và tiếp theo đó là những nhận định đánh giá của các vị giáo sư như giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, sự đánh giá của thượng tọa tiến sĩ Thích Giác Dũng và của ông tiến sĩ Bùi Hữu Dược. Đó là chương trình cơ bản buổi chiều hôm nay. Kính thưa đại chúng, giờ phút trang trọng này, thay lời ban tổ chức, xin trân trọng cung thỉnh giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác phát biểu đánh giá về hội thảo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa chư tăng ni Phật tử, kính thưa tất cả quý vị, chúng ta hôm nay có hội thảo về kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Quảng Đức Tử Thiêu. Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc hội thảo với bài vở rất nhiều, trên 170 mấy bài, và chia ra 4 chủ đề, 12 cái diễn đàn. Đây có thể nói lần đầu tiên mình có một cái cuộc hội thảo do Học viện Phật giáo Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Tôn giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức. Và có thể nói đây là mình đã thành công với cái số bài vở, số đóng góp của các học giả, các nhà nghiên cứu. Chúng tôi có thời gian trước đây, cách đây 18 năm, đã tổ chức lần đầu tiên hội thảo về Bồ Tát Quảng Đức. Bây giờ có những cái vấn đề mà hôm nay thì chúng tôi cũng có sẽ nói, để chúng tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ phát hiện thêm có những bài vở thì rất nhiều, nhưng mà có lẽ có những tư liệu mà có lẽ chúng ta chưa tiếp cận được. Vì thời điểm đó, từ 2005 khi mình tổ chức lần đầu tiên Học viện Phật giáo Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức lần đầu tiên hội thảo về Bồ Tát Quảng Đức, thì mình đã phát hiện nhiều tư liệu về Ngài. Và đợt đó thì mình không bàn về cái nội dung của các tư liệu này. Mình biết Bồ Tát Quảng Đức trong cuộc đời Ngài xây và sửa đến trên mấy chục ngôi chùa. Đặc biệt là từ khi hội A Nam Phật học, mà sau này thành gọi là hội Phật giáo Trung Quần ra đời từ năm 1932-33, thì tại tỉnh Khánh Hòa, tỉnh hội Phật học Khánh Hòa ra đời, và Bồ Tát Quảng Đức lúc bấy giờ mới 36 tuổi để dự cái chức vụ tăng sự, trưởng ban tăng sự của huyện Ninh Hòa, gọi là chi hội, lúc bấy giờ gọi là quần hội Ninh Hòa. Và Bồ Tát đại dư cái chức gọi là tăng sự
ban tăng sự của chi hội Ninh Hòa. Cái tư liệu mà sớm nhất ngài xin cái đấy chúng tôi để xuất bản thì ra này chúng ta sẽ tìm hiểu, nhưng mà ở đây tôi nói về cái ý nghĩa của cái tư liệu này, tức là viết trước khi ngài từ thiêu 30 năm 1933, tư liệu sớm nhất mà mình có về ngài Quảng Đức. Rồi cách chúng ta như vậy là gần 90 năm, gần một thế kỷ. Hôm nay là cái tư liệu đó là coi như 90 năm cái tư liệu Bồ Tát Quảng Đức bằng viết tay của ngài. Thì trong tư liệu đó nói gì? Tư liệu đó là để xin cái gọi là bây giờ là huyện Ninh Hòa, phủ Đường chứ, gọi là, bây giờ gọi là phủ cũng gọi là huyện, gọi là quận mà gọi là phủ. Phủ Ninh Hòa, tri phủ Ninh Hòa cho phép Bần Tăng lúc bây giờ của Quảng Đức nhà mình xưng là Bần Tăng trụ trì chùa Thiên Ân, tổ chức lễ khánh thành chùa Thiên Ân sau khi đã trùng tu xong. Nội dung cái bản đó như thế nào? Ở đây là cái vấn đề để mình thấy rằng là cuộc đấu tranh gọi là vận động đó, năm 63 nữa đó. Thế thời đó về phía báo chí, chính quyền miền Nam, chính quyền Diệm và một số báo chí nước ngoài nói rằng là các thầy, lúc bây giờ cụ thể là như cụ Trí Quang, cụ Thiền Minh, những vị lãnh đạo, cụ Huyền Quang, v.v., những vị lãnh đạo Phật giáo lúc bây giờ, thì nói rằng những vị này tổ chức kiểu như mấy ông Việt Cộng năm 63 mà bây giờ có Việt Cộng rồi, gọi là phong trào giải phóng miền Nam, thì miền Nam gọi đó là Việt Cộng, tên bên chính quyền miền Nam, tức là vận động quân chúng và quân chúng từ đến với các thầy. Và cuộc đấu tranh này thì các thầy bây giờ gọi là tông trị sự Phật giáo Việt Nam mới bây giờ xác định đấy là đường lối đấu tranh bất bạo động, hoàn toàn không có dùng vũ lực và không gọi là đấu tranh cho quyền lợi chung, bình đẳng xã hội và tôn giáo, không có cho Phật giáo. Thì điều này nói thế nào? Mình làm sao có được cái lực lượng quân chúng đó, làm sao huy động được quân chúng đó? Thì đó là nhờ những cái người như cụ Quảng Đức, trong cái giấy mà xin để làm lễ khánh thành cái chùa Thiên Ân, tổ đình Thiên Ân ở tại Ninh Hòa, thì cụ nói rằng là bây trong cái giấy để ký mà đứng xin đó là có cả chính quyền địa phương bốn làng của cái chùa, của chùa Thiên Ân đó, cùng với các họ trưởng họ tộc của cái bốn làng đó, cùng với cụ Quảng Đức đứng để xin tổ chức. Điều này có nghĩa gì? Đây là mình bắt đầu cụ làm nữa thì gọi là người ta là vận động quân chúng đó, đúng khi mình xin làm lễ thôi. Thường thường ví dụ bây giờ mình xin làm lễ ở chùa thì một người thầy trụ trì đứng xin là đủ, không? Cụ đứng xin gọi là Bần Tăng Thích Quảng Đức trụ trì chùa Thiên Ân, thì sau đó cụ kỹ rồi có cả lý trưởng của bốn xã, có cả chánh tông của mấy tông nữa, rồi thì các họ tộc trong bốn xã đó, họ Võ, họ Lê, họ Nguyễn, vân vân. Ở đây là có một loài là tập hợp lực lượng, vận động quân chúng đoàn kết với nhau, cái liên hệ, cái sợi dây. Cho nên Phật giáo mình đó, hỏi rằng là Phật giáo làm sao mà có được quân chúng mà mình giữ được như thế này, là chính những cái hoạt động như thế này.
Đấy, cho nên chúng tôi hôm nay thì để nói về cái 60 năm từ thiếu của cuộc Quảng Đức. Đó là cả một quá trình. Đó, trong cái chủ đề đầu tiên mình nói cái tiến trình về Bồ Tát Quảng Đức, bản thân của những tư liệu này chúng tôi nghĩ rằng là mình nghiên cứu thêm, mình phải phát hiện cái cách là làm sao Phật giáo mình tổ chức có được quần chúng, thuyết phục để quần chúng mình tin tưởng những người mình đứng rồi thì mình như thế này mình làm sao có quần chúng. Cụ một mình cụ mà thời đó mình nên nhớ rằng là đất nước lúc bây giờ bị xâm lược, bị giặc Pháp chiếm đóng, cụ làm như thế. Ở đây cho nên tôi gọi gọp là đó, điểm thứ nhất về bản thân về cụ Quảng Đức. Thì ở đây những tư liệu mới chúng tôi đã xuất bản, có gần 37 văn kiện liên hệ đến cụ Quảng Đức, thì chúng tôi đã xuất bản từ cái đợt những tư liệu mới về Bồ Tát Quảng Đức thì chúng tôi đã xuất bản từ 2005. Xin quý vị sau này tham khảo thêm mà chúng ta phân tích để thấy rằng là Phật giáo lúc bây giờ mà thông qua Bồ Tát Quảng Đức mình lại thấy tất cả những cái hoạt động của tổ chức Phật giáo lúc bây giờ sẽ làm gì. Để đến khi có cuộc đấu tranh xảy ra cái chuyện năm 63 thì Phật giáo huy động được một lực lượng quân chúng giống như thế. Và chính vì cái lực lượng quân chúng này mà chính quyền Ngô Đình Diệm thời bây giờ có vấn đề, là cho nên sau này tôi cũng nói thẳng cái này thì bây giờ cũng có gì vấn đề gì mà che giấu. Là thời đó nếu mà theo thống kê của chính quyền Ngô Đình Diệm mà thực tế thống kê của Tổng trị sự Phật giáo Trung Vân cũng như gọi Tổng trị sự Phật giáo Việt Nam thì cái hồi gọi là Phật giáo Việt Nam này là cái số lượng nếu căn cứ đến giấy tờ rất ít, khoảng chưa tới 1 triệu người. Vì sao? Thì dù tôi thấy như làng tôi chẳng hạn khoảng là trên 5.000 dân, khoảng trên 1.000 hộ. Thế nhưng mà cái hội Phật học thì chỉ còn có được khoảng độ 70-80 vị, một chi gọi là một khuôn hội đó. Cái tổ chức ngày xưa hội Phật học là có trung ương rồi các tỉnh gọi là tỉnh hội, rồi đến chi hội là các quân hội, rồi thì khuôn hội. Cái khuôn hội như vậy là cứ mỗi khuôn hội một tỉnh, ví dụ một làng như vậy có được một còn 70-80, nó mà làng tôi là đó làng lớn. Đến sau này ngay cái tổ chức chính quyền hiện tại thì riêng làng tôi là một làng thành một xã luôn, chứ không phải gom nhiều làng khác vô. Làng đông dân, đất lớn, đất nhiều. Thì mình thấy rằng là chính vì cái số lượng này, căn cứ vào cái số lượng này thì theo thông tin thì cho biết đó là phía chính quyền Diệm lúc bây giờ mình nói rằng cái tổ chức này sao ghế gớm như thế này, nói là bây giờ làm như thế này, nhưng mà tại sao số lượng quá ít. Dân số miền Nam lúc bây giờ 20 triệu dân mà chỉ chưa tới 1 triệu người, 1 triệu tín đồ của cái hội này là hội Phật giáo, hội gọi là hội Phật giáo Việt Nam vậy là rất nhỏ, một phần trong chưa tới 20%. Cho nên gọi là trên cái khinh thường cái số lượng này, đánh giá về hội này không đại diện cho toàn dân tộc, cho 20 triệu đó. Đó cái sai lầm, cái sai lầm của chính quyền. Mà chính cái này thì mình thường nói rằng là cái đại mình dân tới thì nhận định về cái số lượng này dân tới cái những cái sách lược đối phó với Phật giáo khi xảy ra cái vụ ở tại Đài Phát Thanh Huế. Vụ Đài Phát Thanh Huế thì chắc tôi nghĩ rằng là trong những cái bài tham luận của mình cũng đề cập đến sự
gọi là hy sinh của tám em Phật tử và một số người bị thương. Những sự thật lúc bấy giờ nếu thôi kỳ lại các cán cử vào những hồi kỳ lại của những người trong cuộc thì vấn đề là hết sức gọi là phức tạp. Lúc bấy giờ ngay cả cái đêm rằm đó tại Đài Phật Thanh là cái chủ trương của chính quyền nhiệm lúc bấy giờ là muốn giải quyết luôn cả các quyền các thầy. Lúc bấy giờ là cụ Trị Quang cái để điều đến về cái vụ Phật Thanh ở tại Đài Phật Thanh đó là Hòa Thượng Trị Quang và Hòa Thượng Phật Nguyệt, hai vị gặp ông giám đốc Đài Phật Thanh. Bởi vì ông giám đốc không phải giải quyết được thì mời cả ông tỉnh trưởng tới. Khi cái chuyện xảy ra cái vụ gọi là tấn công Đài Phật Thanh đó thì bốn vị này ở trong Đài Phật Thanh, ngoài này thì xe và một đoàn đổ thì tám em Phật tử đã mất hy sinh. Thì trong đó là có thông tin rằng là quý vị ở trong này là có tính toán là giải quyết luôn cả mấy cả Hòa Thượng Trị Quang về chuyện này. Cho nên quý vị là phức tạp vô cùng. Đó là những tư liệu mà có lẽ là sau này mình biết sự tương lai sẽ có, sẽ công bố, sẽ cho mình biết rằng đấy là một cái ghê gớm, cái vụ ở Đài Phật Thanh là một vụ ghê gớm. Lúc bấy giờ là họ muốn thanh toán ngay cái chuyện đó, dẹp ngay cái vụ Phật giáo ngay ở Huế, ngay tại Đài Phật Thanh. Điều đáng tiếc là trong những sách gần đây, một số sách xuất bản tại nước mình, người ta sử dụng những cái tư liệu của những người không có trong cuộc, rồi thân chính quyền, tức là nói thẳng là thân với thời chính phủ Ngô Diệm viết về chuyện này, là cái chuyện này là họ, những cái này là do, hoàn toàn là do Việt Cộng. Đấy, cái điểm về Việt Cộng này á, thì sau đó các bác sĩ Đức lúc bây giờ Trường Đại học Y Huế là dưới sự giúp đỡ của chính phủ Đức để xây dựng đại học đó, đại học y đại. Cho nên các bác sĩ Đức đã trực tiếp giảng dạy. Trong đó có bác sĩ Phun, Erich Phun, người rất gọi là tham gia trực tiếp vào cái việc mà xét nghiệm các tử thi của các Phật tử này, hy sinh này. Người ta nói của Việt Cộng thì có những em có đâu có mặt đàn mà bị xé cán chết. Có những cái và những cái mặt đàn ở trên đó là đàn của Mỹ. Bây giờ bên phía mà gọi là của Mặt trận Giải phóng miền Nam thì họ có súng, có súng AK về lưu đàn này lưu đàn kia, một số lấy được của mình có, nhưng mà cái vấn đề là chủ yếu súng đạn đó. Thì sáng nay xác định lại là đến khi mà Ngô Đình Diệm bị lật đổ thì xác định lại rõ ràng đây là một vụ tấn công và một vụ tấn công cố ý. Thế nhưng mà những người thân Diệm sau này xuất bản ở Mỹ một số sách, ví dụ cái quyền gọi làm thế nào để giết một tổng thống, nói cái đám tối đó thiếu tá Đăng Sĩ dân quân trước Đài Phật Thánh đó và gọi là hoàn toàn để bảo vệ dân, không có gì cả, hàng ngũ rất đàng hoàng. Và cái chuyện mà Phật tử mất đó tám em Phật tử mất đó là do Việt Cộng đối lục đạn ném vào lục đạn nó vào. Thế nhưng mà những cái tư liệu này bây giờ là ở Việt Nam mình là được trích dẫn. Chúng tôi nghĩ rằng là cái này mình cũng phải cần góp ý để sau này mình định chỉnh lại những cái đó. Mà nhấn cái vụ này thì chúng tôi cũng nói đến một cái nhà khoa học Việt Nam. Nổi tiếng. Đây là
cái nhà khoa học mà cùng với giáo sư Lê Văn Tiêm. Giáo sư Lê Văn Tiêm về đi theo kháng chiến 9 năm chống Pháp, sau này ra Hà Nội đã thành lập được cái trường toán Hà Nội. Giáo sư Lê Văn Tiêm lấy bằng tiến sĩ toán học vào năm 1940. Cùng năm đó thì một người Việt Nam khác, đó là giáo sư Bửu Hội, lấy bằng tiến sĩ về khoa học. Hai người này có thể nói là hai người Việt Nam đầu tiên trong, gọi là khi nào gọi là cũng gần gọi là 70-80 năm chính quyền Pháp cai trị đất nước mình, mà đến năm 40 nó thì người Việt Nam mình mới có hai nhà khoa học. Khoa học có trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đó. Cho nên rất chậm. Thế nhưng mà sau này, ví dụ giáo sư Lê Văn Thiêm thì đã dựng đến cái trường toán nào rồi, và có những người Việt Nam mình có tên tuổi trong ngành toán học. Ví dụ mình gọi, ví dụ là Lật Cách Hoàng Thủy, giáo sư Hoàng Thủy, học trò của giáo sư Lê Văn Thiêm, có đóng góp to lớn cho nền toán học thế giới. Còn giáo sư Bửu Hội thì đối với cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, chúng ta biết sau Bồ Tát Quảng Đức Tử Thiêu, phong trào đấu tranh giai đoạn đầu, chính quyền Ngô Đình Diệm cho tổ chức gọi là đàm phán để đến cái thông cầu chung. Nhưng sau thông cầu chung thì chính quyền cương quyết phá hoại cái thông cáo này, dẫn đến cái gọi là cuộc tấn công chùa vào đêm 20 tháng 8. Toàn bộ miền Nam từ Quảng Trị vô tới Cà Mau, tất cả các chùa đều bị công an cảnh sát tấn công, bắt đi cả thầy cả cô. Có lẽ cái giải pháp đây là cái giải pháp cuối cùng. Sau khi ở Đài Phật Thánh không thể làm được thì bây giờ đây là cái giải pháp đêm nay, là muốn nó bắt sạch để giải quyết toàn bộ. Người lãnh đạo miền Nam lúc bấy giờ Ngô Đình Diệm nghĩ rằng có thể gọi là giải quyết cái vụ Phật giáo này một cách dứt khoát. Nhưng bất ngờ là cái chuyện là cái vai trò của giáo sư Bửu Hội, sau khi tấn công chùa xong thì Liên Hợp Quốc mới ra nghị quyết, trong đó có mười mấy nước cùng tham gia điều tra về vụ Phật giáo Việt Nam. Chính vì vụ điều tra Phật giáo này, chính quyền Mỹ ở trong một tình thế hết sức khó khăn. Tức là biết rằng công luận quốc tế không đồng ý với cái chuyện chính quyền Diệm đã tấn công chùa vào đêm 20 tháng 8 đó. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ phải giải quyết vấn đề này. Và chúng ta biết rằng cuối cùng là cái chuyện đạo chính Ngô Đình Diệm, gọi là cuộc cách mạng tháng 1, tháng 11. Thì cuộc cách mạng này, cái vai trò của giáo sư Bửu Hội rất lớn. Tại vì đem những tư liệu Phật giáo Việt Nam qua giải trình ở Liên Hợp Quốc, và để Liên Hợp Quốc ra nghị quyết, giáo sư đã làm rất tốt. Mà chúng tôi phải nói đến cái trường hợp của giáo sư Bửu Hội. Tại vì bác sĩ giáo sư Eric Fulm cùng một người rất có công rồi cuộc đấu tranh năm 63. Ông ta có viết về bác sĩ Fulm có viết về cái hồi ký những năm dạy học ở Việt Nam, Liaria in Việt Nam. Trong đó bác sĩ Fulm nói rất khinh bạc về giáo sư Bửu Hội. Tức là giáo sư Bửu Hội hỏi tại sao mà đi làm coi như đại sứ đó, lúc bây giờ là quan sát viên, nhưng mà coi như đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc. Thì bác sĩ Vũ nói rằng là ông này á, tại ông thiếu tiền, ông có nhiều nhân tình
để có tiền nuôi cho ông làm đại sứ cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Trong cái chính mẹ ông á là đã là một sư bà Diệu Huệ, ông xuất thân từ một gia đình Phật giáo rất thuần thành. Rồi bên cụ Nhất Hạnh khi về Việt Nam Phật giáo sư luôn, thì cụ cũng nói một cái, không nói khinh bạc như bác sĩ Vun, nhưng mà nói rằng là và cụ Nhất Hạnh có gặp trực tiếp vào giáo sư Bù Hồi, rồi sư nói với cụ giáo sư Bù Hồi rằng là để giáo sư Bù Hồi từ chức, nhưng bộ giáo sư Bù Hồi vẫn cười trong cái cuộc đấu tranh xảy ra. Và chính cái này đã dẫn tới cái cuộc đấu điều tra đó, và cuối cùng là cái sự đạo chính của quân đội đối với chính quyền Ngô Đình Diệm. Cho nên chúng tôi hôm nay thì có để mấy cái này để nói, chứ nếu không á mình không biết những chuyện này á thì 2005 chúng tôi có viết lại những cái thông tin này, cái thông tin mà giáo sư Bù Hồi đã đem những tư liệu của Phật giáo Việt Nam từ những ngày Ngô Đình Diệm cầm quyền cho tới khi năm 63 đó, và sau ngày tấn công chùa năm ngày 20 tháng 8 đó, và đem qua tại nước trên bay trưởng Liên Hợp Quốc, và cuối cùng Liên Hợp Quốc có nghị quyết về vấn đề điều tra ở tại Việt Nam. Cho nên hôm nay thì xin để cùng đóng góp với cái cuộc hội thảo của chúng ta về Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu, xin có mấy điều như vậy. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn sự chia sẻ những thông tin hữu ích từ giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác, một trong những vị giáo sư có thể được xem là hàng đầu nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Do đó xin đại chúng dâng cao một tràng pháo tay nữa để tùy hỷ sự chia sẻ của giáo sư. Tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, có lời nhận định cho hội thảo phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Kính thưa đoàn chủ tịch, thưa các quý vị đại biểu, thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, trước hết thì tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó giáo sư Đỗ Lan Hiền đã tạo cho tôi cái cơ hội, dù tôi không có kịp gửi bài, tôi rất là cảm ơn, để được hiện diện ở đây, và hơn thế nữa thì cho phép tôi có được 10 phút để nói về những cái điều ghi nhận của cái hội thảo này. Lẽ dĩ nhiên đây là việc khó khăn, 10 phút thì không biết nói cái gì, nhưng mà tôi xin phép nói như thế này. Tôi tạm đặt tên cho cái phần phát biểu của mình ấy, nó hơi to một chút, nhận thức mới về phong trào Phật giáo Việt Nam năm 63 và Đức vị Pháp Thiêu Thân sau 60 năm 1963-2023. Tôi ngẫm lại, tuy là không giữ hết được các panel, nhưng mà qua rất nhiều cái thông tin kinh khủng, rất nhiều, thì tôi thấy có 4 cái ấn tượng nhất mà tôi ghi nhận trong cuộc hội thảo đáng quý của chúng ta ngày hôm nay. Cái nhận thức thứ nhất thì tôi đặt cho nó một cái tên là văn chương tí hoa sen trong biển lửa, không gian chính trị, xã hội, tôn giáo của sự kiện. Cái ấn tượng của tôi này dựa trên một cái cơ sở là tôi thấy ở cái panel đầu tiên ấy, mà chúng ta dựa bài nhiều là nguyên nhân bản chất và tiến trình. Một cái panel mà tôi rất thú vị. Thì dường như là nó có hai cái câu hỏi nó cứ luẩn khuất ở trong tất cả các cái tham luận.
Một là tại sao lại có câu chuyện pháp nạn năm 63 trong Phật giáo ở miền Nam. Và có thể có thêm cái câu thứ hỏi thứ hai nữa để tôi đọc nghe và tôi thấy nó bật ra, đó là gì? Tại sao lại có vấn đề Phật giáo mà lại trở thành là cái vấn đề chính trị sống còn của đô thị, ít nhất là ở đô thị của Sài Gòn, của miền Nam trước năm 1975. Hai câu hỏi này ấy, tôi cũng đã lần và tôi tìm xem tâm tất cả các cái tham luận, thì tôi nhận thấy rằng một điểm đầu tiên ấy, gần như là các tham luận đều tập trung vào ba cái góc độ. Đó là cái sự kiện tôn giáo này ấy, nó lớn là bởi vì một sự kiện tự thiêu, một sự kiện điểm đỉnh của cái phong trào Phật giáo ở miền Nam lúc đó, nó đụng đến cả ba cái trục. Một tức là nó đụng đến, đương nhiên rồi, cái nhà cầm quyền chế độ Sài Gòn ở thời kỳ này là đệ nhất Cộng Hòa dưới chế độ của Ngô Đình Diệm. Và thứ hai tức là nó đụng đến một cái đối tượng cách mạng của nhân dân Việt Nam chúng ta lúc đó, đó là đụng đến Mỹ, sứ quán Mỹ, các nhân vật cụ thể và bất cứ các cái chính sách nào của Mỹ. Tất nhiên người Mỹ đối với câu chuyện này cũng trải qua một cái giai đoạn trong 9 năm, họ cũng đã có ba cái giai đoạn ứng xử khác nhau đối với Phật giáo miền Nam lúc đó. Và cuối cùng đó là đụng đến cái phong trào của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Nhiều tham luận cũng như là trong tài liệu ấy, thì cũng dè dặt và nói về điểm này nó cũng mức độ thôi, vì chúng ta chưa có tài liệu gì nhiều hơn cả. Và hôm nay trong cái sơ kết của panel 1, Thượng tọa Thích Nhật Từ có nói một điều cũng rất tốt, rằng có thể khẳng định rằng là cái chuyện này ấy, nó không dính đến cái bàn tay, cái sự chỉ đạo gì của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi cũng xin nói rằng trong rất nhiều tài liệu mà tôi được đọc đầu tiên ấy, cho đến nay tôi thích nhất cái cuốn sách gọi là 50 năm chấn hưng Phật giáo Việt Nam của Thượng tọa Thích Thiện Hoa, lúc đó là Viện trưởng Viện Hóa Đạo, khoảng 297 trang. Đây có lẽ là cái tác phẩm gốc đầu tiên cung cấp khá đầy đủ các cái số liệu, các tài liệu quan trọng nhất về sự kiện này. Thế thì bây giờ chúng ta nói gì tiếp đây? Cái sự kiện này như tôi vừa nói, hoa sen trong biển lửa bằng cái không gian chính trị nó như vậy, nó rất là đặc biệt. Tôi cũng xin mở cái dấu ngoặc. Tôi cũng có nghiên cứu chút ít về những vấn đề về lịch sử, về câu chuyện này. Trước khi xảy ra cái sự kiện 63 này ấy, thì trong tất cả các nghiên cứu chính trị về Phật giáo ở Đông Nam Á đấy, thì ở miền Nam, có thể cả nước Việt Nam nữa, Phật giáo cũng có được nhắc đến nhưng chưa động. Chỉ có sau sự kiện này nó mới động. Cho nên đấy là cái điều mà tôi rất là ý. Một ý nữa đấy, thì ở đây ấy, tôi có nói rằng tại sao lại trở thành cái vấn đề chính trị. Chúng ta đã tiếp cận trên rất là nhiều việc, cái đụng độ, tự thiêu, ảnh hưởng thế giới qua truyền thông, rồi qua các cái biến thái, qua các cái tác động chính trị khác nữa. Thì tôi rút ra một cái điều, một cái điều ghi nhận từ các bài tham luận, đó là chúng ta cũng đã đụng đến được một cái vấn đề khá cơ bản, đó là chế độ đệ nhất Cộng Hòa mà chúng ta hay gọi gia đình trị vân vân, quân vân vân ấy, thì tôi thấy là có mắc hai cái sai lầm rất là cơ bản mà đụng đến cái vấn đề Phật giáo của chúng ta. Một ấy, tức là thực chất ấy, thì chế độ đệ nhất Cộng Hòa lúc đó trong vấn đề tôn giáo nói chung ấy, thì chiến lược của họ đấy, tất nhiên rồi, là muốn xây dựng một cái gọi là cái mô hình gọi là quốc gia thế tục. Đây là một cái cách dịch nó cũng tương đối, nhưng mà còn thực thì nó gọi là nhà nước thế tục. Trong tiếng Pháp thì người ta hay gọi là état laïc, tức là cái quốc gia thế tục. Câu chuyện này nó thú vị, tôi xin dành bằng nhận xét thứ tư. Riêng về phần chính sách cụ thể của chế độ Sài Gòn ấy, tôi rất là thú vị, tôi còn giữ được một cái tài liệu gọi là thông báo gửi cấp bộ, các cán bộ trong ngành ngày 31 tháng 5 năm 63. Đây là cái tài liệu tiêu biểu nhất mà chế độ Sài Gòn không thể chối cãi gì được nữa. Một mặt thì nói là theo chế độ nhà nước thế tục ấy thế, nhưng mà trên thực tế thì không có đạt một cái nguyên lý nào cả. Cái nguyên lý về tự do tôn giáo thì hạn chế, cái nguyên lý về bình đẳng thì càng không bình đẳng, cái chuyện ai cũng đã biết rồi. Rồi cái nguyên lý là cái nguyên lý phức tạp nữa là vấn đề phân tách, phân ly, tách các cái quyền lực của tôn giáo ra khỏi quyền lực chính trị nhà nước ấy, tôi cũng sẽ nói sau. Nói tóm lại về cái nhận xét thứ nhất ấy,
là tôi cũng không đi vào cái chi tiết nữa, nhưng mà tôi xin phép quý vị cho tôi được đọc một cái câu trong cái cuốn sách mà tôi vừa nói này. Tôi thấy câu này là đúc được hết ở trong cái không gian chính trị, tôn giáo, kể cả văn hóa nữa ở của cái thời điểm này, và liên hệ đến nhân vật chính diện mà chúng ta đang nghiên cứu đây là Thích Quảng Đức ấy, thì tôi xin đọc. Trong tình hình đen tối, Bồ Tát Quảng Đức đem thân làm đuốc đốt lửa từ bi, soi sáng dân tộc và đạo pháp, phá tan mây mù vô minh hắc ám của chế độ độc tài họ Ngô, nêu gương bất khuất cho Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, chấn động thế giới, quốc tế kính phục, vân vân. Đấy là một cái điều mà tôi ghi nhận đầu tiên, một cái ấn tượng thôi, nhưng mà nó tiếp trên cái cơ sở nghiên cứu của các bạn, của các quý vị. Cái nhận xét thứ hai của tôi là như thế này: tự thiêu bản thân nó, chúng ta đã nghiên cứu và phân tích rất nhiều về triết lý tự thiêu ở góc độ tôn giáo và thậm chí cả triết học con người gì đó nữa. Nhưng mà ở đây ấy, thì tôi có cái nhận xét thế này: triết lý tự thiêu với cái sự kiện này ấy, nó là một cái lựa chọn hành động tôn giáo chính trị của đức vị Pháp thiêu thân, góp phần tạo ra một cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, góp phần làm sụp đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Cái vấn đề là chỗ ở đây ấy, là tôi đồng ý cũng đưa cái khái niệm mà quen thuộc thôi, gọi là tôn giáo chính trị. Trong những tham luận của chị Đỗ Lan Hiền có nói khá kỹ về điều này. Thì ở đây ấy, cái giá trị của cái sự việc này ấy, tôi nhận thấy nó có một cái việc, tức là nó rất lớn. Cái lựa chọn, cái hành động mà thiêu thân, tất nhiên là nhìn ở góc độ nhiều thứ rồi, chúng ta nói rất là sâu sắc về điểm này. Nhưng vẫn về phương diện là sự kiện có chính chính trị tôn giáo đấy, thì cái lớn của nó đấy, chính nó lại là cái kích thích, nó không phải chỉ là hình tượng. Bởi vì tôi theo dõi thông tin thì ngay sau cái vụ này, truyền thông lúc đó nó không được như bây giờ, nhưng nó cũng đủ để cho khắp thế giới người ta được biết. Mà đến nỗi là gia đình họ Ngô lúc đó, Lệ Xuân là một cái lúng túng mà sai lầm về chính trị, có thể nói là ăn nói một cái bà, tôi rất tiếc là ăn nói nó không được hay lắm, rất là mất bình tĩnh trước cái sự kiện này. Thế thì cái ta gọi là cái hành vi gọi là tôn giáo chính trị ấy, nó đã tạo ra một cái bước ngoặt quan trọng. Thì tất nhiên ở đây tôi nghĩ rằng là cái cuộc cách mạng ở miền Nam, cái sự kiện ngày 1 tháng 11 mà đảo chính và cái dẫn đến cái chết của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đấy, thì nó là kết quả tổng hợp của cả những cái phong trào cách mạng và nhiều thứ. Nhưng ở đây tôi coi như là cái chuyện nó như là một cái ngòi nổ mà cái kích thích. Tôi cũng rất là để tâm trong cái cuốn sách của Thượng tọa Thích Thiện Hoa, là lần đầu tiên tôi được biết rằng đưa hai con số, một con số là 28 người Phật tử các thứ vân vân là bị sát hại, và một con số là 52 vị mà dùng cái ngôn từ rất giống bên Công giáo gọi là thánh tử đạo, 52 vị có đầy đủ lý lịch tự thiêu. Lạ lùng thật, khó có một cái nước nào mà có được cái chuyện nó như vậy. Đấy là vấn đề thứ hai. Khép lại cái vấn đề thứ hai này ấy, là tôi có một cái suy nghĩ rằng chúng ta khen, chúng ta ca ngợi các thứ, và chúng ta có nói đến cái hiệu quả của cái cuộc đấu tranh này, thì chúng ta cũng chú ý về mặt nghiên cứu ấy, thì tôi nghĩ rằng không thể đòi hỏi Phật giáo là cái chúng ta nói cái chuyện bạo động đó là cái muôn thuở rồi, cái đó là rất đúng rồi. Nhưng mà phần về chú ý ở chỗ cái bạo động này trong hoàn cảnh ngay lúc đó, nó là một cái quyền lực mềm, một cái khái niệm quen thuộc bây giờ ấy, rất có giá trị trong các cái chuyển biến chính trị, trong đấu tranh chính trị lúc đó. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, qua cái sự kiện tôn giáo này ấy, thì nó có cái khía cạnh gì, nó có những cái triết lý gì mà nó bổ sung cho vấn đề tôn giáo và dân tộc hay không? Phật giáo với dân tộc như nước và sữa, Phật giáo với dân tộc bao nhiêu cái hình ảnh đẹp, không có điều gì chúng ta cần phải bàn cái nữa. Nhưng mà ở đây ấy, thì tôi thấy rằng sau cái sự kiện này thì nó lại có một cái hiệu ứng rất đặc biệt khác. Tôi theo dõi lại từ năm 63 đặc biệt cho đến tận những năm trước giải phóng, thì bắt đầu xuất hiện cái phong trào tìm về dân tộc, không phải chỉ trong Phật giáo thì đương nhiên rồi, mà nó ở trong các cái tôn giáo khác cũng rất là mạnh, đặc biệt là Công giáo. Thì bao nhiêu tác giả hay, bao nhiêu cuốn sách hay, vân 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 đều có. Còn các cái cuốn sách của trong Phật giáo mà được nổi tiếng ấy, thì ngoài cái Hoa Sen Trong Biển Lửa mà tôi thích, mà tôi có nhắc của Thích Nhất Hạnh ấy, thì có của bao nhiêu người khác nữa.
ở đây thì tôi cũng không thể kể hết được. Như là tôi cũng rất thích có một cái cuốn Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp buổi sáng ngồi đây, nhưng bây giờ ngài chắc là về rồi. Nhưng mà tôi thấy là cái cuốn nó cực kỳ hay, hai cái chương viết về cái này rất là hay. Và bên cạnh đó thì có hàng loạt các cái loại sách triết học của tôn giáo vân vân, thì nó tạo nên một cái gọi là cái tìm về dân tộc rất là đặc biệt. Một điểm nữa nói về cái sự kiện này ấy, thì tôi cũng thấy có một điều mà tôi cũng rất muốn nhấn mạnh thêm rằng các cái tham luận của chúng ta thì nhiều vô cùng. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng có những cái mặt hoàn toàn chia sẻ và chia sẻ những cái thuật ngữ quen, những khái niệm như là sau cái thời gian này đó là vấn đề nhập thế trong cái mới rồi, trong một cái cấp độ mới của cái sự kiện rồi. Thậm chí tôi cũng thích có cả bài như là của Phó Giáo sư Oanh ấy, nói về cái Phật giáo tổ quốc luận. Tất nhiên là tôi nghĩ là cái tổ quốc luận đối với Phật giáo thì tôi nghĩ có thể nó có những điểm khác, nhưng mà dù sao nó cũng rất là hay. Tôi chỉ có đề nghị thêm là như thế này, hay đúng hơn là bây giờ chúng ta tiếp tục viết về lịch sử của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ấy, thì tôi rất là không hiểu tôi nói có đầy đủ không, nhưng mà tôi rất muốn đó là với Thích Quảng Đức ấy, thì rõ ràng ấy, là ngài đã kết hợp được hai cái nhận định mà hiện tại này, tương đối hiện tại là người ta hay nói đến. Một ấy, tức là đây nó là một cái chủ nghĩa dân tộc tôn giáo rất đặc biệt, và thứ hai là cái chủ nghĩa tích cực chính trị. Tôi tạm dùng cái những cái này ý kiến của Smith và Haynes đấy. Tôi cũng nói thêm rằng nó có một cái gặp gỡ là bởi vì tất cả những cái tôi cũng chưa được đọc hết những cái lai cảo hoặc là những cái tư duy của Hòa Thượng trước khi tự thiêu chưa. Tôi dám nói tôi cũng chưa thể đọc hết được, nhưng mà qua sự hành động và qua những cái gì đã có và đã cái trưng bày ở đây ấy, tôi nghĩ sẽ có dịp được xin phép quay lại, thì tôi đã thấy được rằng cái sự kết hợp này nó rất là đặc biệt. Phải chăng ở Việt Nam chúng ta sẽ có một cái chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, cái từ này không lạ, rất là quen là khác, nhưng mà nó có một cái đặc biệt kết hợp những cái nét đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, và đặc biệt trong cái thời đại mới mà ở đây tức là cái thập kỷ 60 và 70 của cái thế kỷ trước. Về chủ nghĩa dân tộc tôn giáo ấy, thì ở đây ấy, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ soi sáng hơn nếu như một sự gặp gỡ. Tôi có điều kiện một chút, tôi cũng trong cái thời gian đi dạy ở bên Pháp ấy, thì tôi cũng có cùng với các bạn ấy, Pháp ấy, chúng tôi cũng có tìm được cái tư liệu của Hồ Chí Minh năm 21. Thì là đấy là một cái bức thư rất là giá trị để gửi cho Tin Lành Pháp ấy. Thì trong đó cụ Hồ cũng có nói về vấn đề chủ nghĩa dân tộc tôn giáo. Lúc đó là cụ Hồ mới vào đảng chưa được 2 năm thì đã có cái tư tưởng này. Đây là cái điều rất là quan trọng. Một điểm cuối cùng là vấn đề thứ tư ấy, thì cuộc đời của Hòa Thượng Thích Quảng Đức còn có cái gì nữa, thì tôi lại thấy có một cái tuyệt vời nữa, đó là tất nhiên cái bi hùng, cái bi tráng của một con người này ra đi, nhưng chính nó lại là cái việc mà nó giúp cho chúng ta ở một cái câu chuyện khác, tức là cái mối quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo thì như thế nào. Tôi vừa nói ban nãy chế độ Sài Gòn thực ra là lấy từ những cái di sản của Bảo Đại năm 49, rồi là cái hiến pháp của Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa đấy, từ năm 59 và 63. Thì tôi xin các quý vị, tôi nghiên cứu cái này tôi rất là ngạc nhiên, có hai điểm ngạc nhá. Tức là về mặt ngôn từ thì hiến pháp này nói là rất là tiến bộ, vì lần đầu tiên thừa nhận là nước thế tục phi tôn giáo, bình đẳng tôn giáo, thậm chí là còn tự do truyền giáo nữa cơ. Đấy là trong cái hiến pháp còn ghi là như vậy. Và thêm nữa, hiến pháp năm 67 còn ghi là tôn trọng nhân phẩm. Nói tóm lại là những vấn đề gì tiến bộ nhất, gần như tiến bộ nhất thì đã được đưa vào hiến pháp này. Nhưng trên thực tế lại trời đâu có phải như thế, nhiều cái nó khác hẳn, nó không phải như thế. Ở đây chúng ta không cần nói nữa, nó không phải như thế, nó khác lắm, nó khác với cái điều của hiến pháp nói lắm. Riêng về cái phần mà tôi nói quốc gia thế tục là cái nhà nước thế tục ấy, thì rõ ràng là có những cái lỗi lầm trong quan trọng của cái chính sách tôn giáo cũng rộng hơn, cũng như là hiến pháp đối với, và cái phản ứng đầu tiên của những người Phật giáo mà chân chính mà không, thì bên cạnh cái việc bảo vệ cái Phật pháp của mình thì có vấn đề tự do tôn giáo và những vấn đề bất bình đẳng, người ta không thể chịu được những cái điều mà sáng các vị đã có dẫn có nhắc ấy, về cái chuyện công nhận các tổ chức tôn giáo này rồi vân 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 vân. Thì tôi thấy đấy là cái điều có thể nói là một cái bài học rất là quan trọng.
Điều này nói lên cái gì nữa? Tôi xin một phút nữa để kết thúc. Luật tôn giáo của Việt Nam 2016, đó là một cái quá trình rất dài, bắt đầu từ năm 1955 của quá trình xây dựng một cái nhà nước pháp quyền về tôn giáo theo cái đường hướng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn giáo. Thì tôi đã rút ra được, trong một công trình của tôi rút ra được cái đặc điểm gồm có 4 cái đặc điểm của Việt Nam hiện nay đang làm. Một là một nhà nước thế tục như kiểu của Việt Nam là nhà nước thế tục phải đa nguyên, công nhận nhiều tôn giáo. Bây giờ là 16 tôn giáo được công nhận rồi, còn hơn, nó khác hẳn với lại cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ hai là nó phải hợp tác, tức là tạo ra cái điều kiện để các cái tổ chức tôn giáo vân vân, các đại biểu những vân 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 có cái vị thế ở trong quốc hội, trong hệ thống chính trị vân vân. Trong một cái tham luận buổi sáng tôi nhớ thì chị Đỗ Lan Hiền, cô Lan Hiền có nói rằng là không có cái vị trí Phật giáo, không thể có cái vị trí trong hệ tư tưởng được. Xin lỗi, làm sao có được, là bởi vì chế độ Sài Gòn đã chọn theo cái mô hình của nhà nước thế tục Pháp thì không thể có. Vấn đề thứ ba nữa là hài hòa thì rõ rồi, hài hòa giữa cái này. Đó là những cái đặc điểm mà hiện nay thì đang hình thành. Và như vậy thì phải chăng nó hai sự việc nó rất khác nhau, nhưng mà tôi muốn liên tưởng đến một cái sự móc nối rằng những cái sai lầm, những cái thất bại của chế độ Sài Gòn, tôi nói riêng về trong chuyện luật pháp và trong quyền đại diện đấy thôi, mà thông qua cái sự kiện của cái sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức, nó đã nói và nó để lại cho chúng ta. Thưa các quý vị, tôi đã hết giờ rồi, tôi không thể tôi cũng không thể có cái cách gì mà có thể gói ghém được hơn 100 ý tưởng của hơn 160 bài vào trong cái câu chuyện này. Tôi chỉ nói một số ấn tượng như thôi, mong các quý vị hoan hỉ cho và ghi nhận đây như là một sự khích lệ, và tôi xin cảm ơn các quý vị một lần nữa. Kính thưa đại chúng, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng là một giáo sư kỳ cựu nghiên cứu về tôn giáo học, và cũng là một vị nghiên cứu về pháp luật, và đã được nhà nước giao cho việc xây dựng những văn bản liên hệ đến xây dựng một nhà nước pháp quyền. Có thể nói về lĩnh vực tôn giáo và xây dựng nhà nước pháp quyền, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng là người đi đầu. Và trong cái buổi bế mạc hội thảo này, vì không có thời gian cho nên giáo sư cũng không lột tả hết được những mối liên hệ giữa phong trào Phật giáo năm 1963 với những ý tưởng của giáo sư muốn tích hợp và trình bày cho đại chúng. Do vậy chúng ta sẽ đọc những tư liệu liên quan mà giáo sư sẽ trình bày trong trong những cuốn sách mà sẽ do Viện Nghiên cứu Học viện và Học viện Chính trị Quốc gia sẽ xuất bản. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư. Xin đại chúng dâng cao một tràng vỗ tay. Tiếp nối chương trình là nhận xét cũng vô cùng quý giá đến từ ông tiến sĩ Bùi Hữu Dược, nguyên là vụ trưởng vụ Phật giáo, một trong những vị quản lý Phật giáo mà theo chúng tôi biết là lâu nhất trong các nhiệm kỳ. Xin trân trọng giới thiệu ông tiến sĩ Bùi Hữu Dược. Kính thưa chư vị tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, kính thưa chư vị tôn đức giáo phẩm, tăng ni và quý vị tăng ni học viên, kính thưa các vị lãnh đạo của Viện Tôn giáo Tín ngưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nhà khoa học, các học giả tham gia hội thảo, kính thưa toàn thể quý vị, những gì hay và tốt giáo sư Lê Mạnh Thát, giáo sư Đỗ Quang Hưng đã nói, tôi chỉ là lớp học trò của các vị.
và được đứng ở vị trí làm công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo trong một thời gian cũng khá dài, gần 25 năm. Từ nhỏ tới lớn đã có nhiều cuộc hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức. Riêng giáo hội đã có 3 kỳ hội thảo và tôi có mặt cả 3. Xin thưa quý vị, kỳ này là một trong những kỳ hội thảo lớn nhất về quy mô, về tính chất và đặc biệt về nội dung. Tại sao hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức lại cần có sự tham gia của một cơ quan đào tạo cán bộ chính trị? Cơ quan đó là cơ quan đào tạo cao nhất của cả nước, đó chính là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mà sáng nay có nhiều người đã nhầm, nói rằng Học viện Chính trị Quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin thưa không phải. Viện Tôn giáo Tín ngưỡng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nơi đào tạo về tri thức tôn giáo cho các vị lãnh đạo để hiểu về tôn giáo, ứng xử với tôn giáo đúng và phát huy được những giá trị tích cực của tôn giáo đóng góp cho đời sống xã hội. Chức năng của viện là như thế. Và viện ở Hà Nội chứ không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong hội thảo này, một điều xin phép được thưa cùng chư vị tôn đức và tất cả quý vị, tại sao phải có mặt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh? Đức Phật, giáo chủ của Đạo Phật, hơn 25 thế kỷ qua mà tới nay vẫn tiếp tục bàn, vẫn tiếp tục nghiên cứu. Thì Bồ Tát Thích Quảng Đức, một con người dấn thân vì đạo pháp và dân tộc tròn 60 năm, hôm nay vừa là hội thảo nhưng vừa là kỷ niệm ngài, để khẳng định tình cảm và con người Việt Nam với một người đã đóng góp cho đạo pháp và dân tộc hết sức có ý nghĩa. Nhưng cao hơn nữa, công hạnh của ngài vào đúng thời điểm đó, một thời điểm mà lịch sử có rất nhiều những vấn đề cần nghiên cứu. Việc làm của ngài đã qua nhiều hội thảo nhưng chưa có hội thảo nào nhìn nhận và đánh giá hết, và hội thảo này chắc chắn cũng chưa hết. Chính vì thế cần có sự tham gia của một viện khoa học thuộc nơi đào tạo cao nhất về chính trị, phối hợp cùng với các nhà khoa học tôn giáo và nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, kết hợp với hai đơn vị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để cùng ngồi lại, cùng nhìn nhận, cùng đánh giá về những cống hiến của ngài cho đạo pháp, cho dân tộc, để từ đó có được những nhìn nhận chính xác, không chỉ tôn vinh những đóng góp của ngài mà còn giúp cho Phật giáo, giúp cho dân tộc này lấy đó là một tấm gương và bài học để xiển dương những giá trị đó trong đời sống xã hội. Đạo pháp đã trường tồn nhưng cũng rất cần phải tiếp tục củng cố. Dân tộc này, đất nước này đã độc lập tự do nhưng cũng rất cần tiếp tục phát triển. Tấm gương đạo đức đó rất cần cho hậu thế, trong đó là những nhà khoa học nhìn nhận xem xét, những tăng ni Phật tử và những người có cảm tình với Phật giáo, để từ đó phát triển ra khắp xã hội. Việc làm hôm nay với ý nghĩa hết sức cần thiết, ở số đông sự tham gia đã khẳng định tầm vóc của một hội thảo lớn với kết quả thành công ở nhiều mặt. Khâu chuẩn bị, 3 cơ quan phối hợp đã phối hợp hết sức nhịp nhàng. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu Phật học và Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra hội thảo, đã rất chu đáo,
từ tài liệu, từ công tác tổ chức đón tiếp tới việc tổ chức hội thảo như chúng ta thấy trong ngày hôm nay. Thành công chung đó có sự đóng góp của tất cả mọi người có mặt hôm nay và nhiều người nữa, đặc biệt là các nhà khoa học đã viết bài, hơn 170 bài. Nhưng nhiều nhà khoa học tâm huyết vì công việc, vì sức khỏe đã không đến tham gia hội thảo được. Sự đóng góp đó rất đáng trân quý. Là những người trực tiếp tham gia ban tổ chức, chúng tôi cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người về thành công của hội thảo. Nhưng cảm ơn trước hết và cao nhất, đó chính là sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đóng góp của Viện Nghiên cứu Phật học và của Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự đóng góp đó hết sức quan trọng. Và xin thưa quý vị, thành công của hội thảo với sự truyền bá của truyền thông và của mỗi người có mặt hôm nay là hết sức tích cực. Nhưng không phải dừng lại ở hội thảo, mà chính là việc tiếp tục mở ra trong việc có sự nhìn nhận, có tư liệu và có quan điểm đúng về giá trị của một hành động mà đã trở thành tấm gương của Phật giáo nói chung, chứ không phải riêng Phật giáo Việt Nam, và cũng trở thành tấm gương và bài học mà Đức Phật hơn 25 thế kỷ qua nói cho tới nay hoàn toàn đúng. Đức Phật nói có bốn thứ phải sợ, có đúng không thưa Thầy? Đốm lửa nhỏ, con rắn con, hoàng tử trẻ và nhà sư trẻ. Đốm lửa nhỏ của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã cháy thành biển lửa của tình yêu thương trên thế gian này, đúng không ạ? Con rắn con độc ác của một chế độ toàn trị đã bị chính đốm lửa nhỏ thiêu cháy, và ngày nay chúng ta có độc lập tự do, đúng không ạ? Hoàng tử trẻ là tất cả những vị tăng ni là thích tử của Đức Phật đã trở thành những tấm gương tiêu biểu. Họ trên ngai của mình đều là những ông vua được cả xã hội tôn kính, đúng không ạ? Và hoàng tử trẻ, rất nhiều người có mặt hôm nay tuổi 60 và trên 60, nhưng so với lớp 100 vẫn là trẻ, còn là học trò thì càng trẻ nữa, đúng không ạ? Chính vì thế tôi xin đọc lại mấy câu mà Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ đã đọc từ lâu để khuyến tấn cho tăng ni, nhưng cũng là để nói một lời cảm ơn kết thúc với bài phát biểu của tôi. Đốm lửa nhỏ cháy thành biển lửa, con rắn con lớn hóa đại xà, hoàng tử trẻ thành quân vương đại đế, sư trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Xin hãy nhớ ta là nhà sư trẻ, trước khổng lồ ta bé tí teo thôi. Nhưng hãy nhớ ta là nhà sư trẻ, một ngày mai ta giác ngộ rồi, cả thế giới sẽ trở thành nhỏ bé trước vô cùng của giác ngộ mà thôi. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị tất cả sẽ trở thành những đại sư sau này. Chúc cho đất nước chúng ta thanh bình, phát triển. Chúc hội thảo đã thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Tôi yêu Phật giáo Việt Nam là vì Phật giáo không làm hại ai. Trên đường du nhập xa dài, không khai đường mẫu mà khai tâm lành. 20 thế kỷ chân thành đã cùng dân tộc nhục vinh thăng trầm,
Xin thay lời ban tổ chức vô cùng trân trọng cảm ơn ông tiến sĩ Bùi Hữu Dược, một nhà quản lý Phật giáo thâm niên trên 20 năm như ông tiến sĩ vừa nêu, và cũng là một nhà quần pháp của Phật giáo trong suốt thời gian ông làm công tác quản lý. Qua các bài phát biểu trong các cuộc hội thảo, cũng như khi ông đến thăm các tăng đoàn để triển khai các quy định, các những điều liên hệ đến ban tôn giáo chính phủ, đều thể hiện tâm Phật mà như ông đã vừa nêu trong buổi, trong lời phát biểu buổi chiều hôm nay. Xin thay lời ban tổ chức và toàn thể đại chúng một lần nữa xin vô cùng trân trọng, và xin đại chúng dâng cao một tràng pháo tay để cảm ơn. Và lời phát biểu nhận xét cuối cùng, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa tiến sĩ Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thư ký Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Xin phép ta được ngồi đọc ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức và toàn thể quý Phật tử. Thế là đã tròn 60 năm kể từ pháp nạn Phật giáo năm 1963. Năm nay Phật giáo cả nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Với tất cả lòng thành kính tri ân và báo ân, hòa chung những hoạt động tưởng niệm của Giáo hội Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng tổ chức hội thảo với chủ đề Phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ban tổ chức đã nhận được gần 200 bài tham luận của chư tôn đức tăng ni cùng quý nhân sĩ trí thức. Do thời gian có hạn, bài này chỉ tập trung tổng luận một số ý từ một số bài tham luận tiêu biểu. Những bài tham luận này thu thập dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau để làm sáng tỏ sự kiện xảy ra cách đây 60 năm. Có thể nói 60 năm là một khoảng thời gian đủ dài để chúng ta nhìn lại, đưa ra những nhận định về phong trào Phật giáo năm 63 một cách bao quát và chuẩn xác hơn. Không phải đợi đến năm 1963 Phật giáo mới bị kỳ thị đàn áp. Sự kỳ thị và đàn áp đó đã bắt đầu từ những ngày đầu tiên khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Khi gót giày xâm lược của thực dân Pháp vừa đặt chân lên mảnh đất Việt Nam thân yêu, thì tiếng súng đạn đã thấy cho câu ca dao của mẹ, lời oai oán cùng khổ của một dân tộc bị xâm lược đã át cả tiếng chuông sớm mõ chiều. Tự viện bị phá hủy, Phật tử bị ép buộc bỏ đạo. Vì yêu quê hương và mong muốn bảo vệ niềm tin thiêng liêng hàng ngàn năm của cha ông, không biết bao nhiêu tăng ni Phật tử đã cùng với hàng triệu triệu người con yêu nước của dân tộc Việt đã dấn thân vào con đường quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đơn cử trường hợp một vài vị như Hòa Thượng Thích Thanh Tông, Thế Danh Nguyện Bá Thế, sinh năm 1883, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Đức La, Bắc Giang, tham gia Việt Minh chống thực dân Pháp, bị bắt ngày 24 tháng 9 năm 1947 và đến ngày 7 tháng 12 cùng năm bị thực dân Pháp chặt đầu và quăng xuống sông Phượng Nhãn. Trường hợp Hòa Thượng Thích Hồng Lan, Thế Danh Trần Ngọc Lan, sinh năm 1907,
khai sơn chùa Linh Sơn Hải Hội, quận Gò Vấp, bị thực dân Pháp bắt năm 1948, bị chặt đầu và quăng xuống rạch đoạn cầu Tham Lương. Trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, có hàng ngàn, hàng vạn tăng ni đã hy sinh như thế. Máu của các ngài đã tô thắm ngọn cờ hồng, xương thịt của các ngài đã dựng nên tượng đài bất tử, tạo nên niềm tin tất thắng và một tương lai tươi sáng của dân tộc. Năm 1945, thực dân Pháp ra đi, đế quốc Mỹ lại thế chỗ. Tuy thay ngôi đổi chủ, nhưng giả tâm xâm lược với chính sách đàn áp những người yêu nước, kỳ thị Phật giáo thì không có gì thay đổi. Đỉnh điểm của sự kỳ thị đó là lệnh cấm treo cờ Phật giáo vào ngày Phật đản linh thiêng của hàng triệu triệu người con Phật trên cả nước, rồi việc thảm sát các thanh thiếu niên tại Huế. Trước thảm cảnh như thế, Hòa Thượng Thích Quảng Đức phát nguyện tự thiêu với lòng từ bi không oán hận. Trước khi tự thiêu, Ngài chỉ có một tâm nguyện duy nhất là mong cho nước nhà được vững bền muôn thuở. Ngài viết: trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tiếp theo ngọn lửa từ bi của Bồ Tát Thích Quảng Đức, biết bao tăng ni và Phật tử tiếp tục đấu tranh tự thiêu để phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Phong trào thu hút hàng triệu người thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội, từ các nhà tư sản dân tộc đến trí thức, sinh viên, học sinh, tiểu thương, đến cả những tín đồ Thiên Chúa giáo cấp tiến, công chức, sĩ quan, binh sĩ trong bộ máy chính quyền Ngô Đình Diệm, vân vân, cũng tích cực tham gia đấu tranh. Trong lúc ở các đô thị, cuộc đấu tranh của Phật giáo chống chính quyền Ngô Đình Diệm đang diễn ra hết sức quyết liệt, thì ở bên ngoài, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam không ngừng phát triển. Để cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân, ngày 1 tháng 10 năm 1963, Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu 5 ra lời kêu gọi kháng chiến cứu nước lần thứ hai, ghi rõ: toàn thể đồng bào, bộ đội và du kích hãy ra sức đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị và phong trào thi đua giết giặc lập công. Đồng bào theo đạo Phật hãy giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ đạo cho đến thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc đấu tranh phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ công lý, không thể không kể đến sự tham gia tích cực, dấn thân của Phật giáo Nam Tông Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nói cách khác, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1965 là do sức mạnh của toàn dân, từ thành thị đến thôn quê, từ người Kinh đến người dân tộc anh em. Đó là sức mạnh tổng hợp của dân tộc đứng lên để bảo vệ chân lý, bảo vệ hòa bình và bảo vệ niềm tin, tín ngưỡng thiêng liêng. Bên cạnh thành công của phong trào bảo vệ Phật giáo năm 1963, cũng có những phân hóa tiêu cực. Một số ít tăng ni đã sa đà vào ánh hào quang chiến thắng, suy xuyển ít nhiều cốt cách, phẩm chất cần có của người tu. Mặt khác, xã hội phân hóa giữa những người không đồng tín ngưỡng tôn giáo, nhân tâm rạn nứt, nghi kỵ, đối kháng hết sức nguy hiểm. Trước tình hình đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn lúc bấy giờ gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đà giáo, Hòa Hảo giáo và Đạo Bà Hai đã vận động thành lập Hội đồng Liên Tôn giáo, rồi đến thành lập Ủy ban Liên lạc Tôn giáo và cuối cùng là Hội đồng Tôn giáo.
Hội đồng tôn giáo hoạt động theo tôn chỉ tạo hòa khí và thông cảm giữa các tôn giáo, tìm hiểu và trao đổi giáo lý, văn hóa, kinh nghiệm, tổ chức, giải quyết mọi hiểu lầm do ngoại cảnh gây nên. Nhờ vậy mà tình hình sinh hoạt tôn giáo miền Nam lúc bấy giờ dần dần đi vào ổn định. Tóm lại, các pháp trên thế gian này sinh ra đều có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đàm áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Nhiệm đã manh nha từ xa xưa và lớn theo năm tháng, để rồi khi đến đỉnh điểm thì gặp sự phản đối quyết liệt của mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị tới thôn quê, theo ý nghĩa dương sanh. Hội thảo này còn cho chúng ta một bài học quý giá. Hãy cẩn thận với tất cả những gì gọi là thành công. Luôn luôn thấu hiểu tất cả sự thành công đó có sự đóng góp của nhiều nhân và nhiều duyên khác nhau, chứ không phải chỉ có một nhân hay một duyên duy nhất. Và vấn đề quan trọng là cho dù mình có mang một niềm tin tôn giáo nào đi nữa, cũng phải đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết, ưu tiên cho sự ổn định và phồn vinh của xã hội. Chân thành cảm ơn chư vị tôn đức tăng ni, quý vị nhân sĩ trí thức và toàn thể quý Phật tử đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Thân xưa giữa lửa ngồi yên, sáng soi tam giới độ miền trầm luân, phá tan hắc ám phong trần, năm châu ngưng động triêm ân một người. Kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, rực sáng ánh lửa thiên vị pháp thiêu thân, gương trí dũng soi dài non nước Việt, rạng người trang sử Phật, độ mê cứu khổ, đức từ bi che mãi đất trời Nam. Kết thúc chương trình lễ bế mạc hội thảo phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Đạo hiệu Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu cảm tạ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý giáo sư, quý học giả, các nhà nghiên cứu, các diễn giả, kính thưa chư Phật tử, xin cảm ơn bài thơ hay của bác Bùi Hữu Dược vừa đọc xong. Đốm lửa nhỏ biến thành biển lửa, con rắn con bỗng hóa đại xà, hoàng tử bé thành quân vương đại đế, tuổi trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Từ đốm lửa mà Bồ Tát Thích Quảng Đức, mà ngày nay nhiều đêm hoa đăng từ Bắc chí Nam để cúng dường Ngài. Đất nước Việt Nam 1963 chưa ai biết gì. Nhờ đốm lửa thiên đó, con rắn con bỗng hóa đại xà. Nước Việt Nam nhờ ngọn lửa thiên mà hoàng tử bé Việt Nam bây giờ đã thành đại đế quân vương. Việt Nam đã phủ sóng toàn cầu. Tuổi trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Nhờ đốm lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức mà ngày nay, cụ thể là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn nhà sư trẻ đang chuẩn bị đắc đạo đắc quả không xa. Bên tượng đài còn đây ngọn đuốc, vị pháp thiêu thân bất diệt trái tim người. Hơn nửa thế kỷ sáng ngời trang sử đạo, dưới màu cờ hoa nở hương bay, con chắp tay cúi đầu quy ngưỡng
phố xưa lấp lánh tấm y vàng. Lửa thiên bừng thức phương trời cũ, Sài Gòn chất ngất nỗi niềm vương. Hội thảo khoa học về phong trào Phật giáo năm 1963 và kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân 11 tháng 6 1963, và hôm nay 11 tháng 6 2023, đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin chân thành cảm tạ Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài Phó Pháp Chủ Thích Đức Nghiệp, nhân chứng lịch sử, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý học giả, các nhà nghiên cứu, các diễn giả, thuyết trình viên hội thảo, quý Phật tử xa gần, quý ngài và quý vị đã dành thời gian quý báu, không ngại đường xa xa xôi, quan lâm văn tập về Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở 2 Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, để chứng minh và tham dự cũng như đóng góp nhiều bài vở giá trị và thuyết trình trong các diễn đàn hội thảo, đã làm cho hội thảo được thành công rực rỡ. Trong quá trình tổ chức hội thảo, tiếp đón các đại biểu, phục vụ ẩm thực, phương tiện di chuyển, chỗ ở khách sạn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điều sơ sót. Kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hỷ xã. Lành thay ánh đạo huy hoàng, ngàn muôn năm một nhân gian rạng ngời, đức tin bừng trái tim người, Bồ Tát Quảng Đức đời đời đuốc thiêng. Dầu 60 năm đã trôi qua, nhưng trái tim của ngài vẫn còn mãi với thời gian vô cùng và không gian vô tận, đã làm sống lại phong trào Phật giáo năm 1963, mà điểm nhấn là ngọn lửa tự thiêu của ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức, vì sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý ngài và quý vị đã đồng hành cùng ban tổ chức hội thảo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Tôn giáo Tín ngưỡng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến những giờ phút sau cùng trong ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ đến quý ngài và quý vị được thân tâm an lạc, sống hạnh phúc trong ánh sáng từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 60 năm một tấm lòng, trí tuệ tỏa sáng, đẹp dòng Như Lai. Hội thảo phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân chính thức được khép tại đây. Xin cung thỉnh toàn thể chư Tôn Đức và quý đại biểu, khách quý, các nhà nghiên cứu, học giả, toàn thể đại chúng đồng khởi thân hồi hướng. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng con đều trọn thành Phật đạo. Trước khi chia tay nhau thì chúng ta sẽ chụp những tấm hình kỷ niệm. Mời quý Tôn Đức và quý học giả ngồi xuống. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ chụp ban chủ tọa với các học giả có thuyết trình.